Quay về nhanh thế à? Là em à? Em đọc được tin tức, lo lắng cho anh nên em qua đây xem thử. Anh không sao, em yên tâm. Em về đi. Còn cả nó, nó cũng đến thăm anh này. Động vật nhỏ biết cách an ủi nhất đó. Em biết là tâm trạng anh không tốt nên đưa nó qua đây làm bạn với anh. Là chú chó lần trước sao? Đúng rồi, nó khỏi hẳn rồi. Cô, em không được vào trong. Em không được vào trong, em không được vào trong. Em Đàn anh, em đã vào trước rồi. Em để vé ở cổng rồi. Chút nữa anh trực tiếp vào là được. Xin lỗi. Gió mạnh quá đi. Chút nữa đi đâu chơi đây? Em muốn đi đâu? Em đi đâu cũng được. Chúng ta đến đó đi. Chỗ đó nhìn rất giống hình trái tim. Được, đi nào. Bây giờ. Đợi anh chút. Là Lão Trương. Alo, Lão Trương. Sao cơ? Cái gì? Sao vậy? Cậu ấy nói Zoe chết rồi. Có điện thoại, là bác sĩ Lý. Nghe máy đi. Alo, Eva mà. Bên phía bệnh viện có một số người bệnh tham gia vào lâm sàng, đang ồn ào muốn rút ra. Cậu liên hệ với người bên công ty bảo hiểm xem phải xử lý tình huống này như thế nào. Được. Các anh gọi được cho Hàng Hàng chưa? Tôi vẫn đang ở bệnh viện. Bọn họ chắc đã sắp đến sở thú rồi. Xem tiếp tình hình bên đó ra sao. Được, giữ liên lạc nhé. Anh không cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ sao? Sao lại nói thế? Điều đầu tiên, ngay từ đầu chúng ta đã biết gặp biết bao khó khăn lúc tuyển người tình nguyện. Cuối cùng vẫn phải nhờ mẹ của Dương Lam Hàng, còn có Lý Phi Phi mới lên được top tìm kiếm. Bây giờ chỉ vì chết mỗi một con khỉ con mà ồn ào không thôi. Nếu nói như không có ai giở trò phía sau, em mới không tin. Thứ hai, phần lớn người tham gia thí nghiệm lâm sàng lần này của chúng ta đều là người già. Con của họ chắc chắn đều trong khoảng độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi. Độ nhạy bén của họ với mạng internet chắc chắn không bằng em. Em đây còn vừa mới nhìn thấy mà bên đó bọn họ đã làm loạn lên rồi. Rất là không hợp lý. Em vẫn luôn cho rằng chúng ta có thể cứu nó. Em đừng buồn nữa. Anh cảm thấy cái chết của Zoe có rất nhiều điểm nghi vấn. Chúng ta đến hiện trường trước xem thế nào đã. Hiện giờ tiến độ của thí nghiệm lâm sàng đã sắp đến giai đoạn cuối. Người tình nguyện cần 30 người. Trong đó còn có anh. Nếu quả thật vật liệu xảy ra bất kỳ vấn đề gì, quả thật em không dám tưởng tượng.
Em phải tin tưởng anh, tin vào bản thân em, cũng phải tin tưởng cả đội, không có vấn đề gì đâu. Đúng. Sau khi Zoe hoàn thành phẫu thuật, đã qua giai đoạn quan sát từ lâu, tất cả các thủ tục quy trình của chúng ta đều theo đúng quy định, từng bước một, không hề xảy ra bất kỳ sai sót nào. Hơn nữa, các thí nghiệm trên động vật khác cũng không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Cho nên, cái chết của Zoe không chắc có liên quan đến chúng ta. Đúng vậy. Không sao đâu, thả lỏng một chút. Ra đây, gọi lãnh đạo của các người ra đây. Bây giờ sự việc vẫn chưa điều tra rõ, mọi người bình tĩnh trước đi. Bình tĩnh gì mà bình tĩnh chứ? Bạn người là việc lớn, bảo tôi bình tĩnh mà cách nào? Đúng vậy đó, sao mà bình tĩnh được? Gọi anh ta ra đây. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cũng không biết đưa thứ gì vào tim mẹ tôi. Tôi thấy chủ yếu anh cũng không nói được lời gì. Gọi viện trưởng của các anh ra đây, gọi viện trưởng ra đây. Kêu gào cái gì? Đi về cho mẹ con đó. Mở mắt to ra mà nhìn. Mẹ của con giống người xảy ra chuyện sao? Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tim của mẹ có vấn đề, lúc đau đến muốn chết, con không quan tâm mẹ. May là người ta làm phẫu thuật miễn phí cho mẹ, chăm sóc miễn phí cho mẹ. Bây giờ mẹ khỏe rồi, sinh khí dồi dào. Tên nhóc con lại chui ra đòi công bằng cho mẹ. Sao mẹ lại nuôi được đứa con? Có hiếu như con vậy chứ. Còn có các người, nhìn kỹ đi. Tôi là người được làm thí nghiệm. Tôi có vấn đề gì sao? Người già nhà các người, có ai biết các người đến đây không? Lương tâm của mỗi người đều cho chó ăn rồi. Thôi Tịnh, giáo sư, em đến để làm thủ tục à? Chuyện em muốn đi du học, đã nói với Doãn Phàm chưa? Vẫn chưa. Em vẫn còn một số việc trên tay, muốn làm cho xong rồi mới nói với mọi người. Vốn dĩ thầy định cuối tuần này ăn bữa cơm cùng mọi người, làm bữa tiệc tiễn em. Nhưng ngờ đâu đột nhiên xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì ạ? Em không xem tin tức sao? Không ạ. Giáo sư, em đi trước đi. Bác sĩ Lý vừa gọi điện thoại đến nói là phía bên bệnh viện vẫn ổn, may mắn có bà Trương, thực ra cũng không xảy ra vấn đề gì. Để xem sao đã, được. Ở đây, được. Chắc chắn xác đã đem đốt rồi, cũng đã mấy ngày rồi. Cứ đặt ở đây thì thối lắm. Khỉ ở núi khí nhiều như thế, xung đột đánh nhau, xảy ra chuyện như thế này cũng không phải là hiếm, đều là hệ sinh thái tự nhiên. Cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên có nhiều người quan tâm đến thế, khiến cho sở thú của chúng tôi bị áp lực rất lớn. Nó đánh nhau cùng với các con khỉ khác mới. Chắc là như vậy. Chi tiết thì tôi không rõ. Vậy anh có biết chính xác là ngày nào không? Chắc là 2-3 hôm nay. Cô đến bên khu vực núi khỉ hỏi đi. Cô hỏi tôi cũng không biết. Tôi mới đến một tháng thôi. Nó là đối tượng thí nghiệm của chúng tôi. Nó xảy ra chuyện, tại sao không thông báo cho chúng tôi? Ngay từ đầu tôi nói rồi tôi mới đến. Tôi không biết. Vậy người phụ trách nói trước đây đâu? Cái đó tôi càng không biết được. Đến đây nào. Nào, ăn cơm thôi. Nào, nào, nào. Ông ơi. Ông ơi. Ăn cơm nào, ông ơi. Chào ông. Cháu muốn hỏi ông về việc của Zoe. Zoe cái gì? Zoe là con khỉ làm phẫu thuật đấy à? Ông biết không? Khỉ? Khỉ gì? Con khỉ. Con khỉ, ông biết không ông? Khỉ. Chẳng phải đều giống như nhau sao? Ai biết là con nào? Nào, nhường đường đi. Hình như đều giống nhau cả. Hiện giờ phía bên sở thú đều trả lời không biết về cái chết của Zoe. Số cuộc không biết là xung đột đánh nhau hay là vì nguyên nhân nào khác.
cũng không có bất kỳ tin tức gì, cộng thêm xác của nó đã bị hỏa táng rồi, không cách nào giải phẫu kiểm tra. Điều chúng ta có thể xác định bây giờ là thời gian tử vong của Sui vào khoảng 3 ngày trước. Thời gian này đã vượt quá thời kỳ quan sát thí nghiệm của chúng ta, cho thấy được quy trình sau đó trên thí nghiệm của chúng ta không có vấn đề gì cả. Nên mọi người không cần lo lắng. Nhưng phía bảo hiểm đưa ý kiến, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tiến hành kiểm tra các động vật khác tham gia thí nghiệm thêm lần nữa, xác định tình hình vật liệu van. Nếu xuất hiện vấn đề khác, cần phải tăng thêm mẫu thí nghiệm. Chúng ta cũng sẽ kiểm tra toàn diện với những người bệnh lâm sàng, kéo dài chu kỳ quan sát, tăng thêm số lần kiểm tra, bảo đảm có thể phát hiện ngay vấn đề và giải quyết vấn đề. Ông Dương gửi tin nhắn đến. Cậu ấy và Tiêu Úc đã liên hệ với truyền thông. Vốn dĩ Sui cũng không phải là động vật nổi tiếng trên mạng. Vốn dĩ trước đây cũng không có ai quan tâm. Nếu vì nguyên nhân đột nhiên chết đi là tạo thành thảo luận quy mô lớn như thế này, thậm chí dư luận gần như phiến diện. Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Rốt cuộc là người nào thiếu đạo đức như vậy? Đừng để em kiếm được hắn. Được rồi, mọi người cố lên. Lên tinh thần nào. Lão Trương, tên mặt lạnh đó bị gì vậy? Sao lại mặt thành như thế? Đàn anh. Xin lỗi, xin lỗi. Em đến trễ rồi. Em đi thay đồ trước. Được. Anh, chủ biên đường, xem ra đã theo đuổi được rồi. Lần này là bạn gái thật rồi. Ai nói là bạn gái anh chứ? Chẳng phải em đồng ý rồi sao? Khi nào em đồng ý với anh chứ? Bây giờ em hối hận trễ rồi. Cậu hẹn tôi ra đây để nhìn hai người tán tỉnh nhau sao? Tôi bận lắm. Anh, thật ra có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Anh xem. Những tài khoản đăng bài này anh có quen không? Nhìn cũng có mấy cái quen lắm. Như thế này đi, cậu chụp màn hình lại gửi cho tôi, tôi đi hỏi thử. Cảm ơn chủ biên đường. Cảm ơn anh. Ngồi đi. Lăng Lăng à, sao muộn thế này rồi? Cháu còn đến đây. Sao dì ở cửa cho cháu vào đây vậy? Không có gì, chỉ là cháu hơi nhớ bà. Bởi vì việc của phòng thí nghiệm sao?
Bà Ngô của chúng ta thật thông minh. Sao mà chuyện gì bà cũng biết hết vậy? Điện thoại của bà Trương cứ 5 phút là có một bài báo. Bà không biết cũng khó. Thật ra cũng không có gì cả. Nhưng con rất lo lắng. Bà biết không, lỡ như có chuyện gì, Dương Lam Hằng phải làm sao? Còn có rất nhiều người tham dự vào nữa. Fan tim của bà cũng không biết đến khi nào mới có thể thay. Bà còn phải nghe âm thanh đó rất lâu nữa. Đừng sợ. Con nhìn Tiểu Dương bây giờ đi. Bà Trương nữa. Bây giờ những trái tim này đều không việc gì. Đều rất tốt. Tâm trạng này của con, bà hiểu. Lo lắng cũng là bình thường. Nhưng tục ngữ có câu: quan tâm tắc loạn, người trong cuộc sẽ u mê. Đừng tăng thêm áp lực cho bản thân. Con xem, bà ngoại con bây giờ đang rất khỏe. Bây giờ Tiểu Dương tặng cho bà cái này, bà khỏe lắm. Âm thanh này hay lắm. Không có việc gì thì bà cứ nghe. Tiếng ồn ào bên ngoài bà đều không nghe thấy. Không phải là bà nhận đồ bừa bãi của người khác. Bà nhìn thấy hai đứa cháu ở bên nhau, bà xem như là người một nhà nên mới nhận. Được rồi, không sao, không sao cả. Bây giờ anh ấy hiếu kính bà, quả thật cũng là điều đương nhiên. Cháu cũng nghe thử. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đừng tạo cho bản thân mình nhiều áp lực. Bà cũng không muốn vô duyên, vô cớ chết đi. Bà đợi cháu, đợi Lăng Lăng của chúng ta làm ra van tim tốt nhất. Có đúng không? Hôm nay không được, ngày mai chúng ta... Ngày mai không được thì sang năm nhất định bà sẽ sống khỏe. Alo, alo Hằng Hằng. Chẳng phải anh nói Zoe đã chết 3 ngày trước rồi sao? Tại sao bây giờ cả sở thú với cái người họ Đường đó đều nói với truyền thông Zoe chết từ 4 tháng trước rồi? Cái gì? Anh ta nói Zoe chết trong thời gian quan sát sau cuộc phẫu thuật. Còn nói anh vì lo lắng về mẫu sống thí nghiệm trên động vật không nhiều nên đã đưa ví bịt miệng cho họ, nên họ mới nhắm mắt cho qua. Gian lận trong học thuật không thể dung thứ. Có người vì phát biểu luận văn, quả thực chuyện gì cũng có thể làm ra. Người này tôi biết, vẫn luôn được phóng đại là thiên tài gì đó. Tôi xem chỉ là rác rưởi, cũng không biết những bình luận trước đây của anh ta được đăng như thế nào. Nhà nói Dương Lam Hằng này tác phong cũng có vấn đề. Trường học của họ có một nữ sinh vốn dĩ thành tích rất kém, không thể tốt nghiệp đại học, sau khi được anh ta nhìn trúng trực tiếp học thẳng lên thạc sĩ. Ở đâu mà anh ta có nhiều quyền lực thế, có thể làm xáo trộn kết quả của thí nghiệm? Đó còn không phải là một tay che trời sao? Tôi thấy người nữ đó cũng không phải là thứ tốt lành gì. Kẻ khốn kết hợp với người tôi mà thôi. Ai đó? Là tôi.
Tôi hỏi anh, có phải chuyện của sở thú là do anh làm đúng không? Đúng vậy. Núi khỉ trong sở thú vốn cũng không phải là khu vực quan trọng gì, cũng không có ai quan tâm. Chi chút tiền khiến bọn họ nói vài câu giả dối chẳng phải dễ dàng lắm sao? Đám người bình luận trên mạng cũng do anh mua, đúng. Mỗi một đồng tiền tiêu thế nào? Sau khi chuyện kết thúc, tôi sẽ thống kê rõ ràng cho cô. Tôi không hỏi anh những thứ này. Rốt cuộc anh có nhớ lúc đầu tôi nói với anh thế nào không? Cô nói cô bận, không có hứng thú quan tâm rốt cuộc tôi làm thế nào. Dù sao cô phụ trách chi tiền, chỉ cần khiến Dương Lâm Hằng quay về bên cô là được. Đúng. Nhưng bây giờ anh đang làm gì vậy? Tôi chỉ muốn anh cướp anh ấy về đây, chứ không phải là hủy hoại anh ấy. Không hủy hoại anh ta. Thì sao cô có thể giúp người khi gặp nạn được chứ? Anh có ý gì? Lúc một người đàn ông ở đáy vực, lúc mềm yếu nhất, nội tâm của anh ta sẽ dễ dàng bị công kích nhất. Thay vì cô lãng phí thời gian ngồi đây tức giận với tôi, không bằng nhanh chóng suy nghĩ làm sao an ủi anh ta đi. Chuyện ngày hôm nay, Ủy ban học thuật đã bắt đầu điều tra rồi. Trong thời gian này, trường quyết định tạm dừng hoạt động phòng thí nghiệm. Tiền của phòng thí nghiệm đều do đại thần và công ty em họ anh ấy đầu tư. Sao lại nói đóng là đóng chứ? Cho dù là hợp tác giữa doanh nghiệp và trường đại học cũng có quyền điều tra và chỉnh sửa về các vấn đề học thuật. Vậy phòng thí nghiệm đóng rồi, sao chúng ta có thể tiếp tục thí nghiệm vật liệu chứ? Bây giờ, khoan hãy nghĩ đến chuyện thí nghiệm vật liệu. Điều về hết đi, đợi kết quả điều tra đã. Thật sự rất xin lỗi, là tôi liên lụy mọi người. Chuyện này căn bản không thể trách cậu được. Rõ ràng là có người hãm hại cậu. Tôi không hiểu được cái người tên Đường Thuận ở sở thú rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy chứ? Em gọi điện cho anh ta sao cũng không gọi được. Sau đó em cũng gọi điện thoại cho phòng quản lý bên sở thú. Họ nói hôm qua Đường Thuận nói gia đình có việc nên xin nghỉ phép. Xem ra đã có tính toán từ trước rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể làm thinh không làm gì cả. Đúng không sai? Chúng ta không thể đứng im không làm gì cả. Như thế càng không có cách nào chứng minh sự trong sạch. Hay là chúng ta có thể về phòng thí nghiệm cũ của trường tiếp tục làm thí nghiệm. Bọn em đều là sinh viên đang học tại trường, hơn nữa đều đã nộp học phí rồi. Vậy dựa vào đâu mà không cho bọn em dùng phòng thí nghiệm công cộng chứ? Có lý đó. Được đó, vậy đi thôi. Đợi đã. Tình trạng hiện tại của tôi hơi mẫn cảm, tôi không đi cùng mọi người nữa. Đại thân. Được, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Mọi người vất vả rồi. Vất vả gì chứ? Cậu nhìn mấy người chúng tôi đi, người nào cũng một ngày không làm thí nghiệm là cả người thấy khó chịu, toàn dựa vào thí nghiệm để kéo dài sinh mạng. Cậu cứ yên tâm đi. Cô đưa anh ấy về đi. Đi thôi. Em đưa anh đi. Lão Trương, có phải vừa rồi cái người mặt lạnh kia đã nói đến 6 chữ không? Còn có một từ ngữ khí. Anh ấy không phải. Ngày nào cũng nghĩ cái gì vậy? Đi thôi. Hôm nay lái vững thế. Vì em tập luyện chăm chỉ mà. Thảo nào sáng nay khi anh lái xe phát hiện đằng sau bên trái có chút va quệt là do em lén lút lái xe đi tập à? Không thể nào, mỗi lần em lái xe ra ngoài đều vô cùng cẩn thận, lúc quay về em đều kiểm tra lại. Tuyệt đối không có. Anh đặt bẫy em đúng không? Nhìn em nhăn nhó mặt mày nên đùa em chút đó. Anh thật sự không lo lắng chút nào sao? Không lo lắng. Người khác vu oan cho anh mà anh không lo lắng à? Nói thật là lúc ban đầu anh cũng rất lo lắng,
Bởi vì nếu như cái chết của Zhu Yi liên quan đến thí nghiệm trên động vật, chứng tỏ chúng ta đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng trong bước này. Điều này sẽ trực tiếp liên quan đến sự an nguy của những người tham gia thí nghiệm tin tưởng, giao sức khỏe và tính mạng cho chúng ta. Dù sau đó, anh nhìn tổng quát toàn bộ sự việc, anh cảm thấy thí nghiệm của chúng ta không có vấn đề. Hay ngược lại giống như một âm mưu được sắp đặt tỉ mỉ nhằm vào cá nhân anh. Nhưng chỉ cần thí nghiệm không có vấn đề thì anh có gì phải lo lắng chứ? Vậy anh có từng nghĩ đến danh dự học thuật của anh rất có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát? Thành quả của chúng ta thì người khác không lấy đi được. Còn về danh tiếng là thứ anh không quan tâm nhất. Văn minh nhân loại mênh mông như thế, anh chỉ là một cá thể nhỏ bé, không đáng kể nhất bên trong đó thôi. Nhưng nếu nhất định phải nói thì không phải là lo lắng, mà là không cam tâm. Chúng ta bao nhiêu người như thế, cố gắng suốt ngày đêm, khó khăn lắm mới đi được đến hiện tại. Kết quả là dừng ở đây, thật sự quá đáng tiếc rồi. Truyền thông thâm lưu, lại là bọn họ. Trước đây khi em học đại học, từng thực tập ở chỗ bọn họ. Trước giờ đều là thế này, lấy danh nghĩa là tin tức có chiều sâu. Việc họ làm được không phải vì tử tế gì. Em nói anh nghe, chỉ cần đưa tiền, trắng họ cũng có thể viết thành đen được. Cơ quan truyền thông bất lương thế này còn chưa bị đóng cửa phá sản. Ngược lại là phòng thí nghiệm của Bạch Đăng Lăng bị đóng cửa trước, không công bằng. Chuyện này là so ai không biết xấu hổ hơn. Đại học Hoàng Hải là trường học nổi tiếng trăm năm, chắc chắn không so được với họ rồi. Cũng đúng. Nếu em đã từng thực tập ở đó, buổi chiều chúng ta chạy qua đó một chuyến, đi xác minh xem tình hình là thế nào. Được. Tài khoản đăng bài điều tra thế nào rồi? Chủ biên Đường nói thế nào? Anh đang định nói với em. Anh ngồi ở đó là được rồi, sao phải ngồi qua đây? Anh muốn quan sát em đó. Em có biết không, những người yêu nhau đều có hội chứng muốn tiếp xúc gia đình. Số cuộc em có muốn biết chủ biên Đường nói thế nào không? Được. Ông ấy đã nói với anh cách thức liên lạc của mấy tài khoản đăng bài kia rồi. Anh ngay lập tức để phòng pháp chế gửi thư yêu cầu, đồng thời yêu cầu bọn họ lập tức xóa những phát ngôn không chính đáng, đồng thời xin lỗi công khai. Nhanh vậy sao? Thật sự xóa rồi này. Nhanh vậy sao? Lý Vy Vy còn chia sẻ rồi này. Anh xem đi. Đến rồi. Anh lên trên tắm, nghỉ ngơi chút đi. Em đi siêu thị mua chút đồ ăn. Vậy chúng ta đi cùng nhau đi. Anh phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao vậy? Anh không yên tâm vì em à? Không phải. Anh... Đi 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 đi. Lái cẩn thận nhé. Anh là không yên tâm về xe của anh, có đúng không? Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Quay về nhanh thế à? Là em à? Em đọc được tin tức, lo lắng cho anh nên em qua đây xem thử. Anh không sao, em yên tâm. Em về đi. Còn cả nó, nó cũng đến thăm anh này. Động vật nhỏ biết cách an ủi nhất đó. Em biết là tâm trạng anh không tốt nên đưa nó qua đây làm bạn với anh. Là chú chó lần trước sao? Đúng rồi, nó khỏi hẳn rồi. Cô, em không được vào trong. Em không được vào trong. Em quay về trước đi.
Gâu gâu, nó. Không thì em cho anh mượn đi. Không phải, em cho anh thuê. Thuê, sau đó anh sẽ trả ngay. Anh sẽ chăm sóc tốt cho nó. Không sao đâu, anh sẽ chăm sóc tốt cho nó. Em mau về đi. Gâu gâu. Chị Lý, sao chị lại đến đây? Hàng xảy ra chuyện, tôi đương nhiên phải đến xem thử rồi. Nhân tiện đưa Gâu Gâu nhà tôi qua đây luôn. Gâu Gâu, Gâu Gâu gì vậy? Đúng, Dương Gâu Gâu. Nó là con cuốn tôi và Hàng nhặt được ở bên đường. Tôi tin là có sự bầu bạn của Gâu Gâu, chắc chắn Hàng sẽ lấy lại được tinh thần. Được, vậy chị còn có chuyện gì không? Nếu không thì tôi vào trước đây. Gâu ngoan nhé. Em về rồi. Sao mua nhiều đồ vậy? Anh giúp em nhé. Anh giúp em nhé. Không cần. Anh chờ với Gâu Gâu đi. Gâu, Gâu Gâu. Em nói nó sao? Đúng vậy. Người ta còn có họ nữa đó. Người ta tên là Dương Gâu Gâu. Con trai ruột của anh. Dương Gâu Gâu à? Không đúng. Nó nên tên là Lý Gâu Gâu mới đúng. Còn con trai cái gì chứ? Vợ anh đã tức giận rồi. Chơi với con trai gì chứ? Đừng nói những lời như thế. Đừng vì em đến con trai cuốn của mình cũng không cần. Không sao, để anh giúp em. Em có muốn ôm chút không? Trước đây em không biết là anh thích động vật nhỏ như thế. Anh rất thích động vật nhỏ, nhưng vẫn luôn luôn không có cơ hội nuôi. Hơn nữa là vừa rồi Lý Vi Vi đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa nó qua đây. Anh nghĩ là chắc em cũng sẽ thích động vật nhỏ, vậy nên liền thuê của cô ấy. Thuê? Đúng vậy. Không phải chị ấy nói nó được hai người cùng nhau cứu ở bên ngoài sao? Đúng vậy. Nhưng cũng không hẳn. Lúc đó khi bọn anh gặp được nó đã bị thương rồi. Nhưng sau đó Âu Dương xuất hiện, anh liền để Âu Dương đưa nó đến bệnh viện thú y. Nó bị thương rồi, đáng thương quá đi. Nào, cẩn thận nhé. Nhưng nó rất ngoan đó. Mày ngoan quá đi. Bọn em đi chơi đi. Bên này giao cho anh. Được, phải anh dọn dẹp đi nhé. Sườn hầm canh nhé. Được, Gâu Gâu. Lý Gâu Gâu. Xin chào. Tôi muốn tìm phó chủ biên Vương Thư của các cô. Xin hỏi hai người có hẹn trước không? Không có hẹn trước. Nhưng anh ấy quen tôi. Trước đây tôi từng làm thực tập sinh của anh ấy. Tôi tên là Quang Tiêu Úc. Được, đợi một lát. Alo, chủ biên Vương. Ở bàn để tân có một cô tên là Quang Tiêu Úc. Nói là có chuyện quan trọng tìm anh. Được, tôi hiểu. Tôi chuyển lời đến họ. Xin lỗi nhé cô Quang. Bây giờ phó chủ biên Vương đang họp, không có thời gian gặp cô. Xin cô hãy về đi. Còn không gặp em, vậy em sẽ chặn ở cửa, xem lúc nào anh ta ra đây. Em không tin đâu, mới có một năm kiêu căng gì chứ. Đã quên trước đây em đổ xăng cho anh ta mỗi ngày sao? Em còn đổ xăng cho anh ta. Đương nhiên, lúc đó anh ta mua một chiếc xe mới, ngày nào cũng nói, Tiểu Quang, đi đổ xăng giúp tôi, đi đổ xăng giúp tôi. Lúc đó, bọn em có hai thực tập sinh, một người phụ trách gửi đồ bên ngoài cho anh ta, còn một người thì phụ trách nạp tiền điện thoại cho anh ta. Có bao giờ bọn em lấy tiền đâu? Vậy em nhận ra xe của anh ta đúng không? Nói thừa, khóa thành trò em cũng nhận ra. Sao không nói sớm? Nào, Gâu Gâu, nhìn này, có đồ ăn đó, bắt tay. Có đồ ăn, có đồ ăn. Đến đây. Hàng đâu? Lại đây. Đây. Gâu Gâu, cảm ơn em. Lát nữa anh sẽ chuyển tiền thuê cho em. Sao em có thể nhận tiền của anh chứ? Hơn nữa Gâu Gâu cũng có phần của anh mà. Nếu như anh thích, sau này em có thể thường xuyên đưa đến chơi. Thế thì không cần đâu. Bây giờ cún con còn nhỏ, suốt ngày thay đổi địa điểm sẽ không có cảm giác an toàn. Nếu chúng tôi muốn nuôi, có thể cứu một con khác là được. Được rồi, tạm biệt Gâu Gâu. Là Lý Gâu Gâu. Đừng nhầm đó, tạm biệt Gâu Gâu. Chúng tôi đi uống canh thôi, tạm biệt.
Gâu Gâu cũng đi rồi. Bạch Đăng Lăng, chúng ta nói chuyện một chút. 9 giờ tối, tôi đợi cô ở quán cà phê gần đây. Lý Phi Phi. Ai? Ai làm đó? Ai đó? Ai? Em xem có phải anh nói không sai không? Chúng ta quay về ăn một bữa cơm, thoải mái uống trà sữa, xem hai tập show giải trí, ngồi đợi anh ta chủ động đến tìm chúng ta. Em đó, còn nhất định phải đợi ở đó, có phải là... Anh làm gì đó? Nghe điện thoại. Alo. Anh đâm vào xe của tôi. Vương Thư Tăng làm rồi. Qua bên kia. Tôi nói thẳng nhé. Lúc trước cô đã nói với tôi thế nào? Cô nói cô có bạn trai, còn dõng dạc thề tố với tôi cô vĩnh viễn sẽ không thích Dương Lam Hàn. Bây giờ thế này, tính là gì đây? Lời nói và suy nghĩ không thống nhất, cô cũng quá. Tôi biết, chị định nói tôi cái gì. Thực ra, những gì chị nói đúng là không sai. Những điều tôi nói đương nhiên không sai. Thế mà tôi còn tin cô, kẻ lông mày cho cô. Cần tặng bút kẻ lông mày cho cô. Tôi đúng là đơn thuần quá. Chị Lý, thật sự vô cùng cảm ơn chị. Lúc đó đã kẻ lông mày cho tôi. Kẻ thật sự rất đẹp, nhưng mà trong này đúng là có chút hiểu nhầm. Tôi nói chị nghe, bây giờ không còn là khi xưa nữa. Lúc đó tôi không biết anh ấy chính là bạn trai của mình. Đủ rồi, tôi không muốn nghe những lời giải thích không hợp logic này của cô. Tôi trực tiếp nói với cô nhé, hôm nay tôi hẹn cô ra chính là hy vọng cô rời khỏi anh ấy. Sao cô không nói gì? Lúc này không phải chị sẽ đưa ra một cái giá sao? Cô quả nhiên là vì tiền. Thực ra cũng không hẳn là thế. Chủ yếu là vì bình thường tôi ở phòng thí nghiệm thật sự quá nhàm chán rồi. Tôi khó khăn lắm mới gặp được tình tiết phim như hôm nay. Tôi rất kích động đó. Chúng ta có thể làm một lần theo quy trình. Cô cũng không cần cố ý nói linh tinh sang chuyện khác. Tình hình hiện tại chắc là cô còn rõ hơn tôi. Nếu như sự việc cứ tiếp tục phát triển như thế này, rất khó nói con đường sự nghiệp của Dương Lam Hàn có thể giữ được hay không. Bây giờ người anh ấy cần là người giống như tôi. Tôi có hàng vạn fan hâm mộ. Về mặt dư luận, tôi có quyền phát ngôn tuyệt đối. Tôi tiện tay chia sẻ một bài đăng trên Weibo thì có thể khiến dư luận hướng về một bên lập tức thay đổi. Còn cô thì sao? Cô có thể làm gì cho anh ấy? Chị nói đúng. Đúng là tôi không thể làm gì cho anh ấy. Anh ấy cũng không cần tôi làm gì cho anh ấy. Lùi một vạn bước mà nói, có một ngày anh ấy thực sự cùng đường hết cách. Người ta còn có bố mẹ, không đến được hai chúng ta ở đây, lo lắng cho anh ấy. Hơn nữa giống như chị nói, Weibo của chị có nhiều fan hâm mộ như thế. Người lại xinh đẹp, còn biết kẻ lông mày. Chị cần gì vì anh ấy ngồi ở đây nói những điều này với tôi chứ? Được rồi, tôi nói xong rồi. Gần đây Dương Lam Hàn mới phẫu thuật xong, cần phải nghỉ ngơi sớm, còn tôi phải quay về ngủ cùng anh ấy đây. Tạm biệt.
Sao anh lại đến đây? Không phải em nói phải ra ngoài đổ rác sao? Kết quả rác cũng không cầm mà còn ra ngoài lâu như thế, nên anh đến xem thử. Em mãi cãi nhau với ngôi sao nữ. Thế nào, cãi thắng chưa? Em cãi nhau với chị ấy, chắc chắn là em thắng. Em nói anh biết, lần nào cũng là em thắng. Bạn gái anh giỏi quá đi. Anh cũng muốn hỏi, cãi thế nào sao? Em muốn nói thì nói, em không muốn nói, vậy thì thôi. Em đương nhiên muốn nói rồi. Mùi gì vậy nhỉ? Đúng thế. Chính là anh đâm vào xe của tôi sao? Đúng vậy, không phải chứ. Vậy sao xe của anh không sao? Sao có thể lấy nó đâm được? Phí tổn cao quá đó anh trai. Không phải chứ, anh cố ý đúng không? Anh bận như vậy, tôi không làm thế này sao có thể gặp được anh chứ, đúng không? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đừng căng thẳng mà anh trai. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tử tế. Mà Lăng Lăng, lúc nào cậu mới về thế? Tiêu Tiêu, chắc tối nay mình sẽ không về đâu. Anh ấy là sao vậy? Mình có hơi không yên tâm. Bên phía Dương Lam Hằng, bên trong cầu thang nhà anh ấy bị người ta lấy sơn hắt lên, viết rất nhiều lời khó nghe. Nghiêm trọng vậy sao? Thế không phải là địa chỉ bị tiết lộ rồi sao? Những người này có bị điên không thế? Thời gian họ dùng để làm những việc này còn không bằng đi làm những việc khác. Chắc là U Dương Y Phạm quay về rồi. Mình đi mở cửa đã. Đi đi. Hình như là đồ chuyển phát nhanh. Nửa đêm rồi còn có đồ chuyển phát nhanh à? Hình như có một món đồ chuyển phát nhanh của cậu. Đồ chuyển phát nhanh? Đã mấy giờ rồi mà còn có người gửi đồ chuyển phát nhanh? Thứ gì vậy? Mình mở ra cho cậu nhé. Thứ gì vậy nhỉ? Không sao chứ, Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, không sao không sao. Chút chuyện cỏn con này sao có thể dọa mình được. Không sao hết. Thứ gì vậy? Thứ gì thế? Em đừng xem. Mau đem vứt nó đi. Thứ gì thế? Không có gì. Cậu kiểm tra camera chưa? Không thấy gì cả. Tầng này của chúng ta đều dùng đèn cảm biến âm thanh. Người đó lén lút đi vào trong tối. Giờ chỉ có thể tìm bên quản lý tòa nhà để kiểm tra, xem bên trong thang máy có camera hay không thôi. Xin lỗi nhé Tiêu Tiêu, tại mình mà cậu bị liên lụy rồi. Cậu nói xin lỗi mình làm gì chứ? Lắm chuyện. Mình nói cậu biết, lần này là do mình sơ ý thôi. Nếu lần sau hắn ta còn dám bén mạng tới, cậu xem mình xử lý hắn ta thế nào. Em thôi đi, bị dọa trắng bệch cả mặt rồi. Cậu mạnh miệng. Khoảng thời gian này hai người phải chuyển nơi ở đi. Cậu có muốn tới chỗ bố mẹ cậu ở không? Vậy không được. Mình không thể để cậu ở đây một mình được. Như vậy nguy hiểm quá. Hay là hai người tới nhà anh ở đi. Nhà bố mẹ anh rất động. Hai người họ cũng thường xuyên không ở nhà. Ở đó quản lý rất nghiêm ngặt, người lạ không được vào đâu. Vậy không thích hợp cho lắm. Không thích hợp chỗ nào? Hằng Hằng, anh xem, anh lại không hiểu con gái người ta rồi. Người ta còn chưa gặp bố mẹ anh mà anh đã để người ta tới nhà ở. Coi người ta là gì chứ, sớm muộn cũng sẽ gặp mà. Thế cũng không thích hợp. Hay là như vậy đi, nếu Hằng Hằng không yên tâm, hay là tôi dọn qua đây ở với hai người. Trong nhà có đàn ông cũng dễ chăm nom. Thứ đó không phải là anh để chứ. Sao anh có thể làm chuyện như thế chứ? Anh nhìn biểu cảm ban nãy của anh xem, chính là vẻ mặt âm mưu được thực hiện trót lọt. Sao lại là âm mưu thực hiện trót lọt chứ anh? Được rồi, hai người đừng làm mồm nữa. Anh nói chuyện với Vương Thư, chuyện đó sao rồi?
chẳng có kết quả gì. Anh ta khăng khăng việc lựa chọn chủ đề được bọn họ giơ tay biểu quyết tại cuộc họp. Hoàn toàn là bởi vì trước đó một ngày, sự việc này đã lên top tìm kiếm. Bọn họ muốn hưởng kém một chút độ hot. Hơn nữa những nội dung đó đều là người đương sự tự cung cấp. Không ai chỉ bày mưu kế cho họ, họ cũng không thêm mắm dặm muối. Trước lúc đi, bọn họ cũng không biết có tin giật gân như thế. Lúc đó còn nghĩ kiếm được món hời rồi. Phải, mau chóng giúp tôi liên hệ với bên tòa sản tin tức tham lưu. Chỉ cần có thể gỡ được bài viết đó xuống, điều kiện gì cũng dễ bàn. Ừ. Được. Được rồi. Xong chuyện, tôi lại liên lạc với em. Con trai, sao con lại về muộn vậy? Con muốn về nhà mấy ngày mà. Về cũng không nói trước với mẹ một tiếng. Mẹ còn chưa thay ga trải giường cho con nữa. Nào, đưa mẹ. Không cần đâu, không cần đâu. Mẹ. Mẹ vừa mới gọi cho ai thế? Ai đâu? Người của công ty. Có nói con cũng không biết. Ban nãy con đã nghe thấy cả rồi. Mẹ muốn gọi điện thoại tìm người gỡ bài viết đó của thăm lưu xuống phải không? Đây là mẹ lo lắng cho con mà. Mẹ, con biết mẹ lo cho con, nhưng mà con khuyên mẹ đừng làm vậy. Tại sao? Mẹ làm vậy sẽ chỉ càng khiến trở nên phức tạp hơn thôi. Bọn họ sẽ không chỉ nghĩ con gian lận học thuật, mà còn nghĩ con có người chống lưng phía sau, càng dễ tạo nên sự nghi ngờ đối với sự uy tín của tổ chức khoa học. Nghiêm trọng hơn, có thể liên lụy tới cả SB hứng chịu lời đồn thổi. Mẹ phải tự mình cân nhắc kỹ đã. Con trai, con nói có lý lắm. Xem ra mẹ đã nóng vội quá rồi. Được, giờ mẹ sẽ gọi điện qua đó. Trước mắt không cỡ bài viết ấy nữa. Mẹ yên tâm, chuyện của con có thể tự mình giải quyết được. Mẹ không cần lo lắng đâu. Còn về chăn ga, cứ để con tự tay là được rồi. Con cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Hàng Hàng, đừng gắng gượng quá. Có thể làm được thì làm. Không làm được, con có mẹ mà. Mẹ không quan tâm chuyện tín nhiệm, cũng chẳng quan tâm lời đồn thổi gì gì đó. Cung Lệ Nhạn mẹ đây đã lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ biết rằng đến con trai của mình cũng không bảo vệ được. Vậy mẹ có kiếm được tiền nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Mẹ, cảm ơn mẹ. Công ty mẹ có thể không màng, nhưng mà có rất nhiều nhân viên đang trông chờ vào mẹ nữa. Mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng lo lắng. Không sao hết. Được chứ? Được rồi. Bé yêu ơi, con muốn ngủ chung không? Được rồi, xuống đi. Hai cười làm gì thế, mới sáng sớm mà. Cuối cùng anh cũng dậy rồi. Em đã mua camera, có cái gì mà hồng ngoại quan sát được ban đêm, camera đó về tới rồi, còn có mắt mèo điện tử gì đó, nghe chừng rất lợi hại. Ôi mẹ ơi, anh đừng đứng đó nữa, anh mau đến giúp đi, đem đổ trên cái bàn kia, qua đây. Nhìn lên. Anh nhanh lên, dán cái này lên. Anh dán ở chỗ đó, nhanh lên.
Cẩn thận chút, lên trên chút, lên chút, cao chút, cao lên chút nữa. Cao lên chút nữa, thêm chút nữa, cao nữa. Thôi, xuống đi, xuống đi. Hay thôi, dán ở bên đó đi, qua đây. Anh nhanh chút, lệ ma lệ mệt. Được, dán đây đi. Đẹp. Được, dán đi. Nếu như không phải tình hình thực tế rất tồi tệ, cảnh tượng này đúng là có chút ấm áp. Trông hệt như đang dán câu đối xuân vậy. Qua đây, qua đây, qua đây. Hai người xem. Chiếc xe đó, trong trí nhớ anh đã đổ dưới tầng nhà hai người hai ngày nay rồi, có chút đáng nghi. Lăng Lăng, hay thôi cậu đừng đi tới phòng thí nghiệm nữa. Không được, mấy người thầy Trương đều đã thức suốt đêm rồi. Mình bắt buộc phải qua đó đổi ca cho họ. Yên tâm đi, giữa ban ngày ban mặt có thể làm gì được mình chứ. Nhưng mà ghi nhớ biển số xe, giữ lại làm chứng cứ. Thông minh. Nhóc con, cuối cùng chị cũng tới rồi. Được rồi, vẫn chưa ăn sáng phải không? Mau ăn chút đồ ăn sáng đi. Ở đây đã có tôi và chị Tình. Cảm ơn, cảm ơn. Từ sáng tới tối qua, hai người đã làm thí nghiệm nhiều lần phải à? Còn không phải sao? Còn không được chớp mắt chút nào. Chẳng phải chúng ta đã cùng đại thần thảo luận ở trong nhóm rồi sao? Suy đoán những vấn đề có thể xảy ra với vật liệu, đã có phương hướng cả rồi. Nhưng không thể làm thí nghiệm ngay trong đêm. Chúng ta làm xong sớm chút, để đại thần sớm ngày về lại đội. Chứ không cứ làm việc chung với mấy người suốt, thấy thiếu chút ý nghĩa. Nhóc con thối nhà cậu, nói chuyện kiểu gì thế? Em đã thức nguyên đêm, sắp đột tử tới nơi rồi. Mà chị không muốn đánh em à? Được rồi, được rồi, được rồi. Chỗ này, chuyện ở đây giao lại cho hai người. Bọn tôi đi trước đây, mệt quá rồi, chịu không nổi nữa. Cầm lấy đồ ăn này. Cảm ơn nhé, vất vả rồi. Đi đây, tạm biệt, tạm biệt. Chú ơi, nhân viên quét dọn không được phép vào phòng thí nghiệm. Chú quét hành lang là được rồi. Thanh Diệt, mới không gặp có hai ngày, cậu đã nhận nhầm đại thần thành đại thúc rồi à? Cậu có tiền đồ thật đấy. Đại thần, em sai rồi. Lam Hằng, sao cậu lại tới đây? Đâu chỉ mỗi mọi người không làm thí nghiệm sẽ thấy khó chịu khắp người đâu. Đây là trận địa cuối cùng của chúng ta, ngộ nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Không sao, tôi đã hỏi giáo sư rồi. Tuy rằng tôi không thể dùng thân phận thành viên của nhóm nghiên cứu khoa học làm thí nghiệm, nhưng tôi đổi công việc rồi. Bây giờ tôi là nhân viên quét dọn, không ai có thể quản tôi nữa. Hợp với cậu ghê. Đàn anh, đúng thật là vượt đuổi sao dời. Không ngờ anh cũng có ngày này. Anh cũng phải trải nghiệm cuộc sống của em thì mới biết làm thế nào để yêu em nhiều hơn chứ. Làm việc. Hai bọn tôi về trước đây, mệt quá rồi. Lăng Lăng, hiệu phó Trịnh tìm cậu. Tôi qua đó ngay. Trò Bạch Lăng Lăng, chắc hẳn em cũng đã biết thầy tìm em là có chuyện gì rồi chứ. Em không biết ạ. Vậy thầy nói thẳng nhé, chuyện của em với Dương Lam Hàn đã làm náo loạn cả trường học.
Quan trọng là còn liên quan tới cả vấn đề công bằng trong việc tuyển sinh thạc sĩ. Điều này đã tạo ra ảnh hưởng rất xấu tới danh tiếng của trường chúng ta. Lẽ nào ảnh hưởng của chuyện này còn xấu hơn cả chuyện gian lận học thuật hay sao? Chuyện nào ra chuyện đó? Chuyện gian lận học thuật, Ủy ban điều tra học thuật tự khắc sẽ điều tra. Nhưng mà chuyện hai em yêu nhau quả thật đã đem đến ảnh hưởng rất xấu cho trường. Hơn nữa thầy nghe nói em ấy không chịu ở lại trường dạy học cũng là vì em. Em vậy là hại em ấy rồi. Dương Lam Hàn từ chối ở lại trường dạy học. Em ấy không nói với em sao? Lam Hàn là một nhân tài hiếm có. Các thầy cũng được xem là người đã chứng kiến em ấy lớn lên. Trước đây em ấy muốn làm thầy giáo, nói thích bầu không khí học thuật ở trường đại học. Điều này bố mẹ em ấy cũng biết. Nếu như em ấy có thể ở lại trường, sắp tới đợt bình chọn thanh niên xuất sắc, trường học nhất định sẽ đề bạt em ấy lên trên. Thật không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như này. Các thầy thật sự không muốn em ấy bị hủy hoại như thế. Em xem cái này đi. Đây là suất cuối cùng được cử đi nước ngoài của trường. Em cầm về ký tên là được. Thầy hiệu phó, liên quan đến vấn đề gian lận học thuật, các thầy định trả lại sự trong sạch cho anh ấy sao đây ạ? Chuyện này em không cần bận tâm. Chỉ cần em đồng ý về nhà ký tên rồi quay lại đây làm thủ tục là được rồi. Nếu như thầy thật sự muốn bảo vệ Dương Lam Hàn như lời thầy nói, em nghĩ trọng tâm bây giờ là nên làm gì để rửa sạch vết nhơ gian lận học thuật của anh ấy, chứ không phải tránh nặng tim nhẹ mà cứ thế đưa em đi. Em nào quan trọng tới vậy ạ? Thầy cho em con bài mặt cả lớn như vậy, em nhận cũng thấy xấu hổ thật đó ạ. Còn không bằng thầy nói để em gánh thay anh ấy tội gian lận học thuật. Như thế có khi em còn thanh thản hơn chút. Em đang nói linh tinh gì vậy? Em đùa thôi, thầy đừng cho là thật. Tóm lại em sẽ không đi đâu cả. Em không có hứng thú với cái này. Hơn nữa không phải đồ của em, em cầm cũng bỏng tay. Nhưng nếu là của em sẽ không nhường chút nào đâu. Học vị thạc sĩ này là em đã đổ vào đó biết bao mồ hôi công sức, rơi cả nước mắt mới có thể thi đỗ được. Nếu như các thầy cảm thấy có gì cần đánh giá lại rồi cả chuyện công bằng, không sao, em tiếp nhận mọi hình thức điều tra của các thầy. Nhưng dù cho kết quả ra sao, em cũng sẽ không rời xa Dương Lam Hàn đâu. Thích một người, yêu một người chính là muốn tìm mọi cách, muốn làm mọi điều. Anh ấy đã vì em mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, cũng không buông tay em. Em cũng vậy. Dựa vào cái gì mà em phải buông tay anh ấy chứ? Dạ thôi, em nói xong rồi. Phòng thí nghiệm đang rất bận, em xin phép đi trước. Em không biết đâu, trợ lý Trần của chúng ta giỏi lắm luôn. Chú ấy đã điều tra rõ ràng tên Đường Thuận làm ở sở thú đó từ trong ra ngoài rồi. Tên đó vốn dĩ không hề đi du lịch, đang nằm ở nhà kia. Tìm được hắn ta cũng vô ích. Lời hắn ta nói đều là giả dối. Đây đều được xem là phỉ báng rồi, phải chịu trách nhiệm hình sự. Chúng ta vẫn nên mong chóng nghĩ cách làm sao để hắn nói ra sự thật thì hơn. Em không chống bằng sao? Đừng viết nữa. Không được. Anh biết không, em đã viết một bài tình cảm có 102 giữa Lăng Lăng và Dương Lam Hàn. Phản hồi của khán giả không thể tốt hơn. Mới có hơn một giờ mà lượng người đọc đã đạt tới hơn 10.000 rồi. Không được, em nhất định phải thừa thắng xông lên. Em đã viết gì rồi? Chuyện em viết là một nhà khoa học thiên tài mang trong mình bệnh nặng và quý cô nhà nghèo tinh tế thông minh. Sau mối tình 7 năm qua bạn là mối lương duyên cùng sự vướng mắc đã gần 2 thập kỷ, cuối cùng đã vượt qua được những trăn trở của hiện thực mà đến bên nhau. Nhưng thứ chào đón họ lại là luồng dư luận mới đến từ sự chỉ trích của thế tục. Anh cười gì thế? Em chỉ hỏi anh có muốn xem không. Em không cảm thấy quá cẩu huyết rồi sao? Cẩu huyết chỗ nào chứ? Trả lời em, anh có xem không? Muốn xem, muốn xem, cực kỳ muốn xem. Câu chuyện này đi trước 10 năm, nếu in trên tạp chí chắc chắn sẽ cháy hàng. Thật vậy à? Em đã nói mà. Sao thế? Không có gì, để anh ra ngoài xem. Ai?
Các người là ai? Tránh ra! Các người tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Anh không sao chứ? Thế nào rồi? Không sao. Bị thương ngoài da thôi. Sao lại đánh anh thành ra như vậy chứ? Bọn họ là ai thế? Giữa bắt hay bắt mặt? Nào, nào, anh có cần dựa vào một lát không? Số cuộc chuyện này là sao? Những người này từ đâu tới vậy chứ? Yên tâm, camera hành trình ô tô đều ghi lại cả mà. Bọn họ chạy không thoát đâu. Chiếc xe này là của Hằng Hằng. Chắc là bọn họ giống em ngày trước, giận nhầm anh thành Hằng Hằng rồi. Trước đây em cũng đâu làm vậy. Trước đây em cũng chỉ thích khác với người anh. Em nào đánh anh đâu. Cũng nào đánh anh thành ra như vậy chứ. Em buồn quá. Sau khi gặp em, anh chẳng gặp chuyện gì tốt cả. Nhưng giờ nhìn em khóc vì anh, anh cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng. Anh nói gì vậy? Máy tính của em vẫn ở bên đó rồi kìa em. Lúc sáng nay Hiệu Phó Trịnh đã tìm em để nói chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ nói một chút về chuyện chuyên ngành thôi. Bây giờ bọn em đang dựa vào các phương hướng khác nhau để liên tục làm thử nghiệm. Đợi tới khi chúng ta chứng minh được vật liệu này hoàn toàn không có vấn đề gì, có phải cũng có thể chứng minh được sự trong sạch của anh rồi không? Vậy nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được vật liệu của chúng ta không có vấn đề gì, và còn cả quá trình thử nghiệm trên đồ vật của chúng ta cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện giờ đối phương nói chúng ta làm giả thử nghiệm. Nếu như là em trước đây nhất định sẽ nói, vậy há chẳng phải chúng ta tốn công vô ích rồi sao? Sao có thể vô ích được chứ? Chúng ta liên tục làm thử nghiệm là vì để chứng minh tính an toàn của vật liệu chúng ta làm ra, không phải sao? Làm thí nghiệm chứ đâu phải biểu diễn đâu. Lại nói, chúng ta phải đảm bảo số liệu của chúng ta mãi mãi an toàn, phải tự tin. Anh có dáng vẻ này sao? Có mà. Em bắt chước không giống sao? Anh chính là như vậy mà. Đây chẳng phải là Dương Nam Hàn và Bạch Lăng Lăng sao? Phải đó, đi cửa sau để đổ thạc sĩ, còn dám anh em trước nơi đông người, đúng là mặt dày. Em xem trên mạng có rất nhiều người nói hai chúng ta là rùa khốn nạn và chó. Anh nói xem hai con vật này, nếu buộc anh phải chọn một, anh làm con nào? Buộc phải chọn một con sao? Rùa ấy à? Tuổi thọ dài, dường di chuyển rất chậm chạp, cơ mà mai rùa rất đẹp, còn có thể làm thành thuốc đông y. Còn chó, tuổi thọ khá ngắn, nhưng nó nhiều lông, cũng rất đáng yêu. Thật sự để anh chọn, anh cũng không chọn được. Vậy em làm chó đi. Em muốn làm chó hả? Được, vậy anh làm rùa đi, cũng được. Đi đây. Vậy em lên nhà trước. Lên nhà đi. Anh lái xe về một mình, nhớ chú ý an toàn đó, không sao. Đi nhé. Anh nhìn em lên nhà. Được. Tạm biệt. Nghỉ ngơi sớm đi nhé.
Biến thái, biến thái. Phải mày không, phải mày không? Tiểu Na, là bố. Là bố. Bố, sao bố lại ở đây? Bố thấy mấy người trên mạng tra ra được cả việc con ở đâu, nên bố hơi lo. Cô con còn muốn con về nhà ở. Bố biết chắc chắn con sẽ không chịu. Bố hơi lo nên tới xem thử. Vậy là chiếc xe đó. Đúng rồi, vậy là mấy hôm nay bố vẫn luôn ở đây sao? Không phải, không phải. Bố và em họ của cô con thay phiên nhau tới. Cậu ấy tới ban ngày, bố buổi tối. Bố đã từng này tuổi rồi, bố ở đây ra vẻ anh hùng gì chứ? Bố nghĩ con sẽ cực kỳ cảm động sao? Bố không có ý đó. Bố chỉ sợ con xảy ra chuyện. Nếu con thật sự có chuyện gì, Bố biết ăn nói thế nào với mẹ con? Được rồi, con lên đi. Bố về đây. Bố, ăn chưa ạ? Hay là bố lên nhà uống cốc nước? Bố không đi thì thôi. Đi. Bố đi. Anh đừng kêu nữa. Nhìn chút đi. Anh cầm lấy, đừng tóm tay em. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhìn chút. Rơi rồi à? Ai vậy? Đây là bố mình. Đây là Quang Tiêu Úc. Cháu chào chú. Cháu chào chú. Cháu là bạn trai Quang Tiêu Úc. Cháu là Ung Dương Y Phạm. Anh không nói, không ai bảo anh công đâu. Sao mà anh bị thương vậy? Đừng nói là cậu đánh nhé. Tôi chịu tội thay người khác, vô tình bị đánh mà có cảm giác khổ nhục kế. Chú ơi, chú ngồi đi. Đừng đứng vậy, chú ngồi đi. Cảm ơn các cháu. Hàng ngày đã chăm sóc Lăng Lăng nhà chú như vậy. Không có gì đâu à. Chú mau ngồi đi đã. Ngồi đi à. Con rót cho bố cốc nước. Ừ. Chú, sao chú bỗng nghĩ ra tới nhà bọn cháu vậy? Thì ra chiếc xe đó là của chú. Ừ, là của chú. Trời ơi, tình yêu của bố thật sâu đậm. Quá là cảm động. Có lẽ lần sau khi gặp ông ấy, em có thể cười với ông ấy. Hơn nữa, anh nghĩ bố em chắc cũng lâu rồi không được nhìn thấy. Anh còn nghe nói mỗi người bố đều sẽ bảo vệ nụ cười của con gái mình, sẽ dũng cảm quên mình vì điều này. Hôm nay em làm theo lời anh, cười một cái với bố em. Không ngờ ông ấy còn khóc nữa. Lúc ấy bỗng dưng em thấy hình như bố già rồi. Thực ra hồi nhỏ em luôn nghĩ bố em mãi mãi không già đi. Nhưng hôm nay em không biết tại sao lại thấy hình như bố không cao lớn, không kiên cường như em tưởng tượng nữa. Thực ra bố con khá yếu ớt. Đúng rồi. Sau khi chúng ta lớn lên, trong bất giác cha mẹ đều đã già đi. Anh biết không, hồi xưa bố em rất thích gọi em là Tiểu Nặc. Nhưng mỗi lần bố gọi em như vậy,
em đều rất phản cảm. Vì bố đã ly hôn với mẹ em. Em không muốn nghe bố gọi em như vậy. Nhưng em không ngờ hôm nay lúc bố gọi em là Lăng Lăng. Em lại càng buồn hơn. Lần sau lúc gặp bố, em hãy cười với ông ấy nhiều hơn. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Em ngủ sớm đi. Anh cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Và anh yêu em. Em cũng yêu anh. Ừ, ngủ sớm đi, ngủ ngon. Mẹ, mẹ nghe đủ rồi chứ? Con trai, muộn thế này rồi, còn gọi cho ai vậy? Bạn gái à? Là Bạch Lăng Lăng đó hả? Tất nhiên rồi ạ. Nếu đã đến mức anh yêu em cũng yêu anh, thì tranh thủ hôm nào mời con bé đến nhà ăn với nhau bữa cơm đi. Mẹ nấu cho con bé mấy món ngon. Thật à? Tất nhiên rồi. Được rồi, mau uống sữa bò nóng rồi nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Mẹ anh muốn gặp em. Muốn gặp cậu bây giờ á? Giờ mình thấy hoảng lắm. Hôm qua thầy hiệu phó Trịnh vừa nói với mình là vì mình mà anh ấy bỏ cơ hội ở lại trường giảng dạy. Cậu nói xem liệu có phải là do chuyện này không? Anh ta không chỉ từ bỏ cơ hội ở lại trường giảng dạy, mà còn vì cậu bỏ cả giải thanh niên xuất sắc. Nếu mình là mẹ anh ta, chắc cũng rất khó mà không muốn chia trẻ đôi uyên ương. Làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Nhưng cậu cũng đừng sốt ruột. Cậu cũng đừng phủ định bản thân mình. Mình nói cậu nghe, cậu không kém anh ta. Cũng đúng. Mình cũng chỉ học hành kém anh ấy một chút, thành tích ít hơn anh ấy một chút, nhà hơi nghèo hơn anh ấy một chút, tình trạng gia đình phức tạp hơn một chút. Tôi rồi. Mình thật sự kém quá nhiều. Cậu nói xem, với tình hình hiện tại của mình mà mình còn bám chặt lấy Dung Lam Hàn, có phải mình hoàn toàn không biết điều chút nào không? Không, cậu rất tốt. Cậu đánh cho cậu tỉnh ra mới được. Cậu tin mình đi. Cậu phải có khí thế như hôm qua lúc nói với hiệu phó Trịnh ấy. Đó là tình huống đặc biệt mà, lúc ấy mình không thể co vòi được. Đúng không nào? Không phải chứ. Anh thấy hai người nghĩ nhiều rồi. Dì anh tốt lắm. Đó là dì anh. Tất nhiên anh thấy tốt rồi. Có phải anh yêu đương với Dương Lam Hàn đâu. Mình biết rồi. Mình giả vờ ốm, không đi nữa. Không được. Mình vẫn thấy cậu trốn được một lúc, không trốn được cả đời. Nghe mình đi, đi đi. Nào, giá sớm siêu sinh sớm. Nào, dậy đi. Ơ kìa, cậu làm gì thế? Đi nào, đi nào. Chọn một bộ thật đẹp cũng được. Mau lên, mau lên. Hôm nay bố anh không có nhà. Trong nhà chỉ có anh, mẹ anh và cô giúp việc. Vâng. Vậy nên em đừng khách sáo. Coi như nhà mình là được. Cẩn thận. Mẹ, Lăng Lăng tới rồi. Lăng Lăng tới rồi à? Nào nào, mau ngồi đi, ngồi đi. Cháu chào cô. Chị Trương, bê hoa quả lên đi. Dân. Xinh quá. Cảm ơn cô ạ. Cháu cảm ơn. Phải rồi mẹ, đây là cây cảnh hôm nay Lăng Lăng chọn cho mẹ. Cháu không biết cô có thích cái này không? Tất nhiên là thích rồi. Cây xanh này có để dài một lâu, ngụ ý tốt quá. Sao mà không thích ra được? Hằng Hằng, con ngồi với Lăng Lăng. Hôm nay mẹ làm tiên cho Lăng Lăng món canh. Mẹ đi xem nấu xong chưa? Cô ơi, cháu xem có việc gì để giúp cô một tay ạ? Con xem đi, con xem đi. Nuôi thằng con trai hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ nói một câu giúp mẹ một tay. Vẫn là con dâu mẹ chu đáo. Mẹ, mẹ đừng dọa người ta sợ. Có nghiêm trọng thế không? Lăng Lăng, có sợ không? Không ạ, không ạ. Đi nào, đi nào, đi. Đi nào. Chị Trương, vất vả rồi.
hôm nay không còn việc gì nữa, chị về sớm đi nhé. Dân, vất vả rồi à. Hằng Hằng, xuống hầm rượu, lấy rượu vang mẹ cất kỹ lâu năm ra đây. Mời lên. Dân, dân. Lăng Lăng, ngồi đi, ngồi đi. Lăng Lăng, chờ Hằng Hằng đi rồi, cô có mấy câu muốn nói riêng với cháu. Dân. Cầm lấy. Cô ơi, cháu xin lỗi, cô đừng như vậy. Cháu sẽ không chia tay Dương Nam Hàn đâu ạ. Lăng Lăng, cháu nghĩ đi đâu vậy? Đây là thẻ đen của SB. Cô nghĩ đi nghĩ lại, lần đầu gặp nhau, cô cũng không biết nên tặng quà gặp mặt nào được. Tặng gì quá quý trọng lại sợ cháu không chịu nhận, nên cô bảo phòng quan hệ công chúng làm riêng cho cháu cái này, thẻ đen cho khách VIP. Cháu xem, còn có tên cháu nữa. Thật à? Thế nào, thích không? Thích à? Cảm ơn cô, nhận đi nhé. Dân, cháu nhận à? Ngại quá, cháu xem hơi nhiều phim truyền hình. Lăng Lăng, nói thật là, rốt cuộc cháu thấy con trai cô như thế nào? Tốt lắm ạ. Thật à? Sao vậy cô? Thực ra đây là lần đầu con trai cô đưa bạn gái về nhà. Cô cũng là lần đầu làm mẹ chồng người ta, gà mờ lắm, cũng không biết nên hỏi những gì. Lăng Lăng, hay là thế này đi, chúng ta kết bạn WeChat. Nếu cô nghĩ ra cái gì, cô sẽ hỏi cháu luôn, được không? Dân, Dân à, nè, cháu quét mã của cô đi. Mẹ, 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 đừng kéo Lăng Lăng vào nhóm nhà mình nhé. Vì sao? Thành người một nhà cả rồi, vì sao không thể kéo vào nhóm? Ơ kìa, cái thằng bé này, cháu đừng nghe lời nó. Dân, vào rồi ạ. Anh ăn ít đi. Anh ăn một đống xương sườn rồi. Cái này em mua cho Lăng Lăng đấy. Anh không được ăn. Anh còn đang lớn mà. Ăn thêm miếng nữa. Anh lớn gì nữa. Anh cao như vậy rồi. Không được ăn. Anh gầy mà. Lăng Lăng, cậu mau ăn đi. Cậu sao thế? Còn nói xem, mấy tài khoản đăng bài kia đã ra mặt xin lỗi rồi, vậy sao mọi người còn mắng anh ấy? Bình thường mà. Giờ cư dân mạng đều là Sherlock Holmes, ai cũng chính nghĩa hết. Cứ như tòa án là do nhà bọn họ mở ra vậy. Cho dù những tài khoản này tự nhận bản thân bôi nhọ theo trào lưu, xin lỗi tôi, nhưng chỉ cần dân mạng nhận định Hằng Hằng làm giả công trình thì đều vô dụng. Em xem, Lý Phi Phi cũng bị mắng đấy thôi. Thế nên sự thật chứng minh chúng ta làm gì rất dễ, nhưng muốn chứng minh chúng ta không làm sai lại quá khó. Trừ phi con khỉ đó chưa chết. Zoe chưa chết, mình chỉ nêu giả thiết thôi. Chuyện đã chết là chuyện rõ mười mươi rồi. Không phải, hai người nghĩ xem, là Đường Thuận nói Zoe chết rồi. Chuyện này từ đầu đến cuối đều do một mình anh ta nói. Hơn nữa lúc nói ra, mỗi ngày nói một kiểu. Lúc thì nói với chúng ta là Zoe chết 2-3 hôm trước, lúc thì nói với báo chí là chết 4 tháng trước. Hơn nữa quan trọng nhất là không có ai tận mắt nhìn thấy thi thể của Zoe, thậm chí cũng không có báo cáo chính thức nào. Thế nên cái chết của Zoe rất có thể cũng do anh ta nói dối. Trên núi khỉ nhiều khỉ như vậy, con nào con nấy, mình thấy trông chẳng khác nhau mấy, cũng chẳng có ai đi điều tra thật, đúng không? Vậy nói như cậu, liệu sau khi nói dối xong, hắn có đâm lao thì phải theo lao, giết luôn Zoe không? Em nghĩ gì thế? Sáng tác văn học nhiều quá rồi à? Nếu đúng như Lăng Lăng nói, Zoe chưa chết, vậy anh ta cậy chúng ta không điều tra được rồi nói bậy nói bạ. Dù sao nói dối cũng không tốn gì. Nếu thật sự giết khỉ diệt khẩu, lại còn lộ ra nhiều sơ hở hơn. Mình không ăn nữa, mình phải đến sở thú. Giờ á, cậu còn chưa ăn sáng mà. Đúng đó, ăn gì vào chứ, gầy vậy mà. Hai người ăn đi, ai bảo anh lắm miệng. Quý không ăn thì anh ăn.
Lăng Lăng đâu? Tiểu Bạch đến sở thú rồi. Không nói với anh à? Sở thú? Sáng sớm cô ấy gấp rút gọi đến đây một cuộc, nói là chuyện của Su Yi, cảm giác có điều mờ ám nên muốn đi xem thử. Vậy về sau tôi sẽ nói với cô ấy đừng lãng phí thời gian vì chuyện này nữa. Nhưng đàn anh à, chuyện này ngày nào còn chưa điều tra rõ thì ngày ấy vẫn chưa thể trả lại sự trong sạch cho anh. Lăng Lăng chắc chắn còn sốt ruột hơn chúng ta. Cây ngày không sợ chết đứng, sốt ruột cũng vô ích. Lăng Lăng, sao rồi? Nhưng mà em tin Su Yi chắc chắn chưa chết. Chắc chắn nó còn ở đó. Mai em sẽ đi thêm lần nữa. Mai để em đi. Chúng ta thay phiên nhau tới, sớm muộn gì cũng tìm ra. Được. Không ai được đi hết. Vì sao anh không cho bọn em đi? Em không thấy vừa rồi anh Trương không nói gì à? Chúng ta làm nghiên cứu khoa học chứ không phải trinh thám. Giờ mỗi giây mỗi phút đều rất quý báu. Anh thật sự không muốn mọi người lãng phí thời gian công sức vì việc của anh. Em không thấy đây là lãng phí. Chỉ cần có thể trả lại trong sạch cho anh, em không ngủ cũng được. Ừ, đó là em. Còn người khác thì sao? Hơn nữa anh thật sự không để bụng những điều này. Anh biết em làm vậy là muốn tốt cho anh. Cộng thêm ủy ban học thuật cũng đang điều tra mà. Chân tướng sớm muộn sẽ được tìm thấy. Sớm muộn là lúc nào? Ngày nào còn chưa có kết luận thì ngày ấy anh còn bị đám người trên mạng mắng. Mắng? Mắng thì cứ để họ mắng. Mắng cũng có mất miếng thịt nào đâu. Hơn nữa không chỉ mắng anh, em xem. Còn mắng em, mắng Lý Phi Phi, mắng Trịnh. Chờ chút, mắng em thì thôi. Hai chúng ta có quan hệ gì? Tất nhiên có thể mắng em rồi. Nhưng dựa vào đâu mà mắng Lý Phi Phi? Lý Phi Phi là ai chứ? Liên quan gì đến anh? Cô ấy có tư cách gì mà bị mắng? Em nói như vậy, vậy dựa vào đâu mà họ mắng Trịnh Minh Hạo? Bức ảnh Trịnh Minh Hạo đi chiếm chỗ trong phòng tự học giúp em còn bị người ta tung ra nữa. Vì sao không ai tung ảnh anh hết? Anh cũng đã chiếm chỗ tự học giúp em mà anh. Về tạo hình thì anh thua rồi. Anh, cô ấy chiếm chỗ ngồi giúp em, cô ấy mặc như trong phim Bá Vương Học Đường, còn cấu to đùng như thế, tất nhiên người ta phải chụp ảnh cậu ta rồi. Ai chụp anh chứ? Vậy là giờ em chê anh kính tiếng quá à? Em thích kính tiếng. Kính tiếng tốt hơn. Vậy à? Thật à? Ừ. Được. Thật ra dù là Trịnh Minh Hạo hay là Lý Phi Phi hoặc những người khác đều gặp những tai bay vạ gió này vì chúng ta, có phải chúng ta nên gửi tin nhắn tỏ ý xin lỗi không? Anh nói đúng. Nhưng em không muốn anh gửi tin nhắn cho Lý Phi Phi. Em ghen. Để em gửi. Vậy để công bằng, anh gửi tin nhắn cho Trịnh Minh Hạo nhé. Được, chốt. Phải rồi, chuyện Su Yi anh đừng lo. Dù thế nào em cũng phải đi. Em nói cho anh biết. Được, vậy thì anh đi cùng em. Đừng bảo người khác đi nữa. Được. Không ngờ mới lần đầu gặp mà dì đã tặng em thẻ đen làm riêng này. Cái này thì có gì, cũng chỉ là thẻ VIP thôi mà. Miễn phí đổ xe, mua đồ giảm giá 20-50% gì đó. Sao nhà họ thích tặng thẻ vậy? Có phải họ nghĩ cái này không chiếm diện tích nhất không? Cô ấy đưa thẻ giảm giá nhiều hơn nữa cho mình thì mình cũng không mua nổi. Mình đâu có tiền. Hơn nữa mình cũng không có xe đổ xe gì đó, cũng không liên quan gì đến mình. Đây, hai người lấy mà dùng đi. Mình cũng không cần. Mình có một đống. Thật à? Hai người hiểu nhầm gì về tấm thẻ này à? Đây là thẻ đen làm riêng của Bách Hóa đấy. Tổng cộng chỉ có vài tấm thôi, không bán ra ngoài đâu. Chị nói là không phải giảm giá khi mua hàng, mà là đến trung tâm thương mại cứ tùy ý lấy, không cần tiền. Mình xem nào, cậu nói không dùng cơ mà. Cậu nói không dùng mà. Mình đưa cậu đi tiêu tiền. Mình đưa cậu đi tiêu tiền. Cậu đưa mình đi. Chúng ta mua mấy bộ đồ cho sếp đâu nhỏ nhé. Cậu giàu rồi.